Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm cá nhám nha mọi người. Đây mình câu được con cá nhám lớn lắm nè. Bây giờ là mình sẽ làm cá nhám mọi người nha. Đây mình sẽ có một nồi nước sôi sẵn rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ nướng vào đây. Giống như là mình nhúng mình làm gà làm vịt vậy mọi người. Cả nhà thấy vợ tôi có đảm đang không? Đang gì? Mình làm nhiều rồi thì mình rút kinh nghiệm thôi mọi người ơi. Cái này cũng có gì gọi là đảm đang hết. Ai làm đi lâu rồi thì cũng phải từ từ học hỏi thôi. Học hỏi những người đi trước. Cạo hết cái... da nhám này đi nè, thấy không? Nó nhám lắm, rờ vô là nó nhám ơi nhám. Cho nên người ta gọi là cá nhám á. Cá này ăn ngon lắm các bạn. Giờ mình làm như vậy á, nó trắng bóc như vậy nè. Là mình đưa ra mình nấu canh chua cũng ngon lắm. Nấu canh chua, nấu cháo rất là hấp dẫn. Nấu cháo các ngon. Bạn nào mà chưa thưởng thức cá này á, nên thử đi. À, người mẹ họ rất là mê cá này. Đúng rồi, người mẹ người ta thích ăn cá này lắm. À, cá này là delicacy của người ta đó. Món ăn cao cấp. Món ăn cao cấp của người ta đó. Món ăn cao cấp của người mẹ. Người mẹ là người Mexico đó. Có người người ta sẽ lấy cái vây này nè. Đó, thấy mọi người thấy cái vây nào? Đó, cái này là cái vây này. Đó, vì cá nhám á, người ta lấy cái vi này nè, người ta để nấu súp này, thấy không? Mà con này nó không đủ lớn để cho mình lấy mình nấu súp. Nếu mà có nhiều đó thì mình cũng có thể lấy cái vi này mình để dành mình nấu súp nè. Cá nhám bự á, là cái vi của nó bự lắm, là mình lấy cái này nè mình là nấu súp ngon lắm nè. Kiếm có vài chục con cũng được nồi súp. Mình không có ăn, mình không có ăn nhiều, mình chỉ câu một vài con, mình nấu vừa đủ ăn thôi mọi người ơi. Thịt cá này ăn rất là ngọt. Cắt cái đuôi mình bỏ đằng sau cái đuôi này này, nó cũng có nhiều cái vi lắm á. Khi mà mình trụng ra đó, là cái vi nó nằm đây này. Nhưng mà nãy mình không có trụng cái, không có trụng cái đuôi. Nhà mình á không có ăn đầu, không ăn đuôi. Đầu, nhưng mà cái đầu đó xương sụn nó cũng nhiều lắm. Xương sụn này ăn cũng ngon lắm nè, nhưng mà mình không có ăn nên mình là không có làm. Bây giờ mình đem mình rửa nè, đưa ra ngoài kia rửa thế. Mình rửa sạch đi thì mình sẽ mổ bụng sau đó, để trước khi mình cạo da, trước khi mình mổ bụng á, để cho nó sạch, để nó khỏi nhám nhám, nó khỏi vô thịt của nó đó. Mọi người thấy nè, bây giờ nó trắng bóc rồi nè, thấy không? Mình không ăn cái đầu nên cho mình không có làm cái đầu, mình cũng không có làm cái đuôi. Bây giờ là mình rửa sạch xong mà mình mổ bụng á. Các bạn nào mà chưa ăn cá này thì nên ăn thử. Cá này ăn cũng gần gần tương tự giống như cá đuối á các bạn.
Nếu mà các bạn chưa ăn cá đuối luôn đó thì các bạn nên thử đi. Cá đuối rất là ngon. Cá đuối là tiếng Mỹ gọi là stingray á. Bảo đảm các bạn sẽ thích. Nhưng mà người Việt Nam mình đó thì đa số, đa phần đó là nhiều người ăn qua rồi. Chỉ có một số nào chắc lớn lên ở Mỹ thì chắc chưa ăn thôi. Đây mọi người nè, chỗ này á là cái cột sống của nó nè. Chỗ này có cái gân máu này. Là cái chỗ này nó tanh lắm. Cho nên là mình phải cạo ra. Phải lấy cái gân máu ở chỗ xương sống nó ra. Thì nó bớt tanh đi. Nó không còn tanh nữa mọi người. Mình moi nó ra. Cá này mình biết cách làm á, rất là thơm, thịt nó không có tanh, không có hôi tanh. Đó, nó sạch sẽ rồi nè, nó trắng luôn rồi thấy không? Thì moi hết cái gân máu nó ra, lúc đó nó mới ngon. Này rửa xong rồi các bạn ngâm với rượu rồi. Ngâm với rượu với gừng. Với gừng. Hoặc là với giấm. Để mà rửa đó. Bảo đảm các bạn ăn rồi các bạn sẽ ghiền. Một con cá mình làm sạch sẽ rồi nè, đó thấy thịt nó trắng không, nó trắng bóc luôn nè, nhìn như thịt gà vậy đó. Giờ mình bỏ vô tí muối rồi nè, giờ cho vô tí rượu nữa. Rượu siêu 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 siêu. Cái rượu này á, để cho cá nó bớt tanh. Ngâm ngâm như vậy đi. Gừng nữa thì xay gừng bỏ vô thau. Để lấy gừng mình bỏ vô nữa. Đó, ngon không? Bây giờ là mình sẽ đi cắt rau ngộ. Rau ngò ôm đó mọi người. Để mình đi nấu canh chua với cái này luôn nè. Đó, bây giờ mình đi cắt ngò ôm nha mọi người. Mọi người ơi, mình có một cái hũ ngò ôm nho nhỏ. Đây, bây giờ mình cắt nè. Cắt cái chỗ này cũng nhiều lắm á. Wow. Đó, ngò ôm mình là trồng nè. Chồng bây giờ là mình có, mình đưa vô mình nấu canh chua đó mọi người. Cái cuốn nhiều lắm à. Cái cuốn nhỏ xíu vậy chứ mà nó quá trời nè. Này cắt hết nhiêu đây ăn sao hết. Này là bỏ nấu canh luôn. Nấu canh ngọt hơn luôn. Đấy mọi người, mình cắt được nhiêu đây. Nhiêu đây ngò ôm nè. Trời ơi, cũng một nắm to đó. Đó mình chưa cắt hết mọi người ơi. Mình mới cắt đủ ăn thôi. Cái này là dư ăn chứ không phải đủ ăn nữa. Đó. Mình vừa được đi câu cá và vừa có ngò ôm mình trồng. Giờ mình đưa về nấu canh chua đó mọi người. Ra mình hái ít trái cà chua. Mình vô mình nấu canh chua nữa nè mọi người ơi. Đây trái cà chua này, chua ngon lắm nè. Đấy, ăn nhiều lắm mà nó nằm rạp dưới đất luôn nè. Đấy, nấu canh chua. Đấy, cà chua nấu canh chua. Mới thấy bà nội hái qua mà. Đây nó chín nữa rồi. Ngày nào nó cũng chín hết, ngày nào cũng hái hết á. Giờ hái vô nấu canh chua nè. Đây nữa nè, trời cây này nó chín. Chín quá trời luôn nè. Cây này mình cắt hết lá, chọc lắp luôn rồi. Giờ chỉ còn trái thôi. Chứ không có còn lá nữa. Trời ơi, mới hái hôm qua mà giờ nó chín. Không kịp hái luôn á. Chín quá trời. Đây nè. Trời chín như trùm. Mới hái có tí đầy rộ rồi nè. Đây cái rổ này. Cái này là dư nấu canh chua rồi. Có
hộ cá, một tô ngò om mình đưa vô mình nấu canh chua đó. Canh chua thì ai cũng biết nấu rồi. Bây giờ mình bye mọi người tại đây nha. Xin chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Mọi người nhớ ủng hộ kênh Thùy Dương Cuộc Sống USA. Rồi xin chào mọi người. Bye bye.